hết điện rồi. Xe này muốn hết điện anh em ơi. Mình đang đâu? Rồi, hello anh em nha. Xin chào anh em đã đến kênh Ngự Bình Vlog. Thì hôm nay có mấy em qua đây chơi anh em. Mình chẳng mấy em ở đi đường vườn nha kìa. Bước kìa. Đi một đường dưới lửa kìa. Còn nào nữa không? Mình đang gì đâu? Nhóc cho anh em, mình dẫn mấy em chạy dây cống quay cho nó thoáng mát nha anh em. Bluetooth nè, bữa. Kìa, Bluetooth kìa. Đâu vậy ăn bữa nè. Đâu vậy ăn kìa. Đâu vậy ăn nè. Rồi, cậu nội kia đó tiêu rồi. Cậu dưới cáp phải không? Chết ngoái gì rồi. Rồi mấy em mình chạy dây cống nha anh em. Thì mấy anh em mình đi ra tới ngoài cống rồi nha anh em. Đây đậu xe, đậu xe ngay hàng hết đó nha. Đâu? Đâu? Đâu rồi? Đang trên cầu kìa, lớp xuống tới kìa. Có không? Có. Anh lên đây được không? Bây giờ mình quay từ từ thôi. Để mình quay review cho anh em xem nha. Cái gấp này dạy vậy che. Ê, xe của ai hả? Chủ xe anh em ơi. À, cái xe này cái góc em dài bao nhiêu cm chứ hả? Mấy lần sang. Trời ơi, góc ông nói là dài con nè anh em ơi. Lưu đi bán hàng kìa. Góc ông nói là 75 cm anh em. Dài lắm lạnh chứ. Chỗ này khúc cắt ra. Nói anh khúc vào đây. Nói một khúc đoạn mà dài vào đây luôn. Còn clip nha anh em. Bánh này, à bánh này của cáp Piga nè anh em. Bánh này của cáp luôn nha. Piga đi pha được đi khá gọn gàng nha, thẳng hàng thẳng lối anh em. Đó. Bò đen. Bò này nào chơi bữa xịt nước là có một chuyện nha anh em. Kìa bài đề bài biết gì kìa. Nhìn trong suốt nha. Bảy bền. Mấy bền hả? Sao cho chấm lỏng hả? Hả? Bảy bền anh em ơi. Đó. Băng keo để sẵn nha anh em. À, ta gặm kìa. Phóng lưỡng luôn nha. Để cho em mày test mấy xe thử cho anh em nghe tiếng động cơ chứ vậy nha. Thì bánh thử. Khá là khét luôn anh em. Quay ra ông nội. Xe quay ông lạnh. Quay ra gió không kìa. Rồi. Quá dữ á, quay khét á. Quay khá khét nha em. Như tay ga luôn nè. Bọc như tay ga này nè anh em. Trời, có hai ông kia nữa nha. Tới chiếc này nha. Chiếc này của ông nào hả? Bánh xe mòn dữ hả? Chiếc này của em hả? Em chạy em lúc lớp lắm mà gì bánh xe mòn dữ hả? Đã bánh thôi. Kìa bánh xe mòn nha. Quạt gió này còn chảy không? Không, hư rồi. Hư luôn hả? Có được cái đèn nè. Sao đèn gì đâu, phát ha. À cái đèn còn cháy anh em ơi. Không đèn màu này cháy cũng được. Đó. Gấp phay. Hụt zin. Xem đi bao nhiêu bệnh? 5 bình. 5 bình. Quen gì vậy? 5 bình em, 5 bình. Bò bao nhiêu quá ta? 2k homie anh em ơi. Kìa, dây hắn kìa, dây hắn nè, dây hắn nè anh em. Nè, ưa. Nè, dây hắn nè. Đó, dây hắn. Heo nè, heo nè. Heo đưa tốt nha anh em. Không ăn đĩa nha. Đó, có heo và đưa tốt luôn. Đi lên, đi lên, coi chừng bánh xe anh xì khói cái là giảng bộ luôn á. Ê, hồi lũng gió. Hồi lũng gió nhỏ đi bộ vậy á. Cái này có ông nào đi cái hùng gì ở trước kìa anh em. Cục gì kìa. Của em này nha anh em. Quá dữ luôn. Sơn hay sơn gì nhìn lạ ta, nhìn thẳng lên kìa. Hyundai. Cẩu sơn màu vàng gold nha anh em. Vàng đồng ơi. Vàng đồng hả? Nè. Vàng đồng. Chứa chuội hai. Này có băng keo nè. Ừ. Hình như xem đó cũng có cục băng keo dưới này nè. Cục keo đó là của mẹ. Bình mà. Công nghệ. Kệ cái yên. Kìa. Yên kìa. Ấy. Ấy sao em không lót mướt em ngồi với khung bình luôn. Thôi bựa lắm. Yên kìa anh em.
Yên này có thể là nó sức dậy được luôn nha. Đó. Chừng nào mình thí dụ mình đi quay clip á, mình không ghế ngồi quá, mình kiếm cái gì cái lỗ á, mình chọt xuống gì cái mình ngồi luôn nha anh em. Đó. Có mấy cái dù á, đế dù á. À cái đế dù á chọt xuống gì không ghế ngồi luôn nha. Ý tưởng khá là hay luôn á. Ai sao không ngồi không lên gì mình chạy nè. Đó. Khá là hay luôn á. Ghê. Bánh này lỗ nhiêu cậu? 10 cộng viên. Đây. Phục quay hả? Phục quay. Bò K5 rưỡi nha anh em. 7 bình hả? 6 bình hả? 6 bình. Để giờ tới bánh xe chiếc này thử cho anh em nghe tiếng nha. Rồi tới rồi, khung bình lúc ít luôn kìa. Điện khô à. Điện bóc rồi. Khá êm á. Rồi. Êm. Mày này còn mấy tiếng nha. Mà đặc điểm xe này không có hắn luôn anh em. Xe này nghĩ chắc hồi test không ổn anh em ơi, chắc cho em này đốt lớp sương sương thôi nha. Chỉ test mà nghĩ dưới này xong nước kéo cũng cực đó anh em. Hồi nãy mình quên theo đem hai cục dây dù nữa. Có gì cái ví dụ gớt đây không, cái em nào buộc dây dù vô cái bên em với anh em này lâu rồi cái lên. Ai tính ra bình này không vô nước nè. Bò vô nước nha, bánh vô nước, bình không vô nước. Rồi giờ tới cái cáp nha anh em. Đây. Đây chiếc cáp của em này nha anh em. Đó. Em này thì ở thành phố xuống đây nha anh em. Kè xuống đây luôn á. Cáp này của cáp em, cáp A mấy hả? Em không biết luôn. Mình nhìn không biết tên luôn. Mình nói nó cứ là chiếc cáp đi anh em ơi. Đó. Em đi bao nhiêu bệnh? 7 bệnh. Tài thắng em bồ nè anh em. Tài thắng luôn, phần đồn. Heo trước heo sau luôn. Đó, bánh gì nha anh em. Bánh này nè, bánh cáp 5 cây đôi. Em nói mới hy sinh áo chùi luôn vậy anh em. Khá là đam mê đâu á. 5 cây, mầm anh em. Cô dán tem quá trời anh em. Tem gấu nè. Đó. Cái này là của 133. Cái hùng mày đựng được bao nhiêu bình? 4 bình hả? 4 bình. Thiêu khá gọn ha. Đó. Phục này phục gắt kinh bò anh em. Bình còn ngon không? Gắt kinh bò nha. Tiêu màu vàng luôn anh em. Yên gọt. Khá mỏng luôn á. Hả? Rồi hay đâu đích hả? Heo trái dâu nha. Đây heo có dán trái dâu anh em. Heo trái dâu nha. Khá dữ á. Khoan từ từ thấy có sai sai à. Em mới chỉ thấy cái sai sai biết sai sai ở đâu à. Từ từ để coi sai ở đâu nha. Đâu ngộ ta. Từ từ anh em coi kỹ cái phần bát cái này nè. Cái phần bát này nè. Sao tự nhiên có miếng gì đây nè. Chạy nó không sức rồi ha. Cái chế một cái bát đây em ơi. Cái này là một cái bát dinh của heo 2 bát. Nhưng mà cái này heo 1 bát và chế thêm một cái bát này hay sao á. Đó. Vỏ siêu mỏng luôn nha. Vỏ cái đề xấy lắm anh em. Quy ếch, cây rưỡi. Để hình chọn nước anh em. Và giá carbon nè. Mũ mà gạch giả carbon nha. Vô tôn 100m. Vô tôn 100m nha anh em. Nãy đâu ông nội? Đây có đường đâu nãy? Nãy qua đây nè. Nhóm đầu chơi. À nhóm đầu hả? Múc vào. Múc á, để phai từ từ. Không, cái nước bên kia chắc được á, bên kia anh thấy có được. Ở bên kia dẫn nước trồng lắm. Đừng có đầu kéo. Để kêu em mày test bánh xe thử cho anh em nghe tiếng thử nha. CB. Cái này khá liệm luôn á. Tôi khá cao anh em. Chỉ hỏi đôi lớp khá gắt á. Ủa, cái gì ba? Cái gửi quý ếch. Thôi xong. Sắc dụng kìa. Gì chị ngược cho ba? Chị ngược kìa. Bị gì rồi? Rồi, bữa nữa. Rồi. Rồi. Chút xíu nó bữa rồi, chút xíu nó bữa rồi. Tới xe có ông này nha, xe có ai nè anh em? Xe lỏ. Xe của em này nha anh em. Đèn. Xe mày bẻ cổ cho cầm xuống nè anh em. Đó. Chắc ông nào bẻ ở nhà hay gì nè. Có mượn.
Có mượn hả? Đó. Sườn Hyundai anh em. Mát nha. Bao pin mát. Ủa cái này bánh em lỡ bao nhiêu mát nè? 6 cộng em. Chắc này lỡ zin nữa ha. Thấy gì thì lỗi hơi nhỏ nha nè. Đó, pin mát. À, bạc CB nè. Kêu em test xe cho anh em coi thử nè, bún bình nha anh em. À. Nghe khá là im luôn á. Im luôn nha. À, nhìn lắm đạn, bể đạn hết. Hết nè. Chiếc của ai hả? Đây của em này nha anh em. Bánh sườn Asama, đổ bánh boss nha. Thấy ông cục bình quá trời rồi mà thấy ông chưa gắn vô nha. 6 bình à. 6 bình phải không? Đó hai bình này về em tính lên đây luôn hả? À xíu chưa điện về á. Nè, hồi chờ đến vậy ha. Bánh boss nè. Bánh boss này 15 cộng đúng không ta? Em yêu khoa học nè, cả luôn nè. Cả phục luôn. Chưa mở thằng nào. Chưa mở thằng nào. Chắc mười mấy cộng anh em ơi. Chưa nắp luôn. Em yêu khoa học cái này, lấy ở nhà tự gắn hay vậy? Ok. Sao không chim không đền? Cho hẳn phục. Sao hẳn được? Không mà chi chim nó xa lắm. Không, nhưng mà bánh này là phải mình phải năm góc mới gắn được. Cái này bắt buộc phải 5 góc mới gắn bánh vừa anh em. Bánh bự mà. Ờ cái bánh này bề ngang nó to lắm anh em. Quay nè. Lên đầu sẽ rất bình. Rút quay rồi. Nói anh này tiếp được không? Chắc ông vậy tao rút cái này được không á. Chờ ông nào đứng lớn hay chứ mày nhỏ rớt không? Bánh khá im em ơi. 6 bình nha anh em. À, để coi cục bo giờ ai ấy hình như chưa thấy cục bo nha. Bo đen ngàn rưỡi anh em. Đó. Chưa làm đen. Cái này đây gì đây? Chơi nó đó. Có hẹn không? Có hẹn đâu, chơi. Hắn chơi nha. Thắng. Trời không có thắng nữa. Chết một chuyện nữa. Ủa bộ xe này của ai? Xe khỏi một chì phá luôn, chạy cũng được nữa. Dưới này xong nước không nghe anh em test xe lưu ý nha. Xe của thắng nha. Xe đó đừng dựng nha, chống nghiêng nha. Khỏi tự chạy á. Xe nào hẳn nha. Xe này giống giữa thôi. Ừ. Ê. Xe của em hay của em này? Ai của em này. Ông này. Ông này đi xe nào? Này nó bị gì vậy? Xe hư hả? Xe hư. À đi chung xe này. Xe bị gì vậy? Đừng giỡn. Đừng giỡn nó mới ấy dục nước dập bẻ. Nè đầu đèn nè. Đầu đèn tế quá luôn nè. Kìa, hả họng luôn kìa. Nè. Sát luôn nè. Phập 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 phập. Khá vừa luôn á. Xe của ai hả? Xe của em này nha anh em. Gớt đầu gì quá, gớt đầu đèn. Gớt đầu đèn luôn. Bánh này, ở bánh này bao nhiêu watt ta? 800 watt. Hàng luôn anh em. Hay bao cứng. Đây là bao cứng rồi nha. Đó. Không gắn gì. Không gắn cái gì ở đây nè. Cái đựng trong không có bị vô nước á. À bị vô nước. Trời. Chi chip kìa. Hàng chi nãy biết sao chạy ngược rồi, chắc lỏng vậy chạy ngược hay giống ai. Tay ga nè. Tay ga. Ai vẫn bị CB em bệnh. Hàng chip mà. Kìa. Xe tới thì em ơi, chị điện kìa. Để chạy. Dạ anh luôn nha. Không luồn quần. Kìa, chạy ngược con kìa. Sợ muốn ai. Dạ không lên luôn nè. Rồi. Bữa kìa. Từ để chạy tới rồi, chạy tới rồi, chạy tới rồi. Bo tay HK. Ngàn hai. Rồi, tép nó xe thử rồi. Quay được đâu, tép ra. Gì ông nội. Rồi, xong luôn. Rồi, đó. Bị cá liềm nha em. Bị vô chiếc tay ga hay gì nè. Này này dây khóa. Này dây khóa, này dây khóa. Khóa. Câu đâu ấy. Dây ga nè. Dây ga. Nó coi trực tiếp hả? Coi dừng nó chập vô dây ga nó hư luôn cho bó. Không có gì điện chân tại. Xe này hay tới chiếc này nè. Này chơi dây ổ khóa mà. Rồi giờ tới chiếc bên đây nè. Ôi chiếc bên đây không có quay luôn. Của em luôn á. Ủa hai chiếc em hả? Một vũ hai xe. À hai xe chiếc này thấy còn chắc zin quá. Nhúng đã mơ. Chắc zin mà. Xe của tao khóa được. Mà dùng mấy xong rồi đó. Đó. Chát như nè. Bữa. Nè. Nè tới chiếc này nào. Ơi không thắng á. Không, cái này không ổn chứ nó chứ được à. Rồi, chưa điện em nãy. Ủa hồi đó hết điện quá. Rồi, gớt bệnh rồi, gớt bệnh rồi. Đây, từ từ. Nè. Đây, coi dựng bắn qua mạc văn nha.
Dạ chưa? Khét chưa? Cái này hít khói luôn rồi còn đâu nữa. Anh em nào cần không cần thuốc nha. Nè. Từ từ, kìa. Ủa, muốn cầm cái mai trước luôn kìa. Kìa, bữa kìa. Cháy ngựa nha anh em. Kìa. Rồi. Nóng lỗi luôn. Nóng lỗi luôn. Đâu nóng rồi. Khiết ra, vô ra. Chạy dưới lên nha. Ê, canh. Dạ, vài chiếc chạy thôi. Chạy tới xong rớt xe luôn á, rớt xe xong á. Rớt xe hỏi thôi. Để lên nha. Trời trời chạy kìa. Kìa, leo núi kìa. Xe hộp lót nha. Xe leo núi không à. Rồi, nhìn. Ê, con nhấp nha. Rồi, vậy hả? Vậy. Thôi. Chạy ngược con dấp á. Kìa kìa. Có hắn mà sợ gì. Mắc quá tấm lộn em lên. Ê bây giờ mấy em muốn xe bánh nào? Xe bánh qua đây nè. Qua là ba xe bánh luôn. Kìa. Rơi chạy. Kìa bay bổng kìa. Cái vỏ nhỏ xíu à. Cái vỏ hay nhỏ. Mỏng le à. Đề ngược cái lên mới giữ. Đề ngược cái lên an toàn á, lên chấp thôi, xem có thắng chị được anh em. Kìa. Rứt. Rứt được món luôn nha. Vậy. Hả? Ê, cô dừng ở dưới có xe lên nha. Ở dưới có xe lên đấy. Ghê hẹt. Có hắn không? Không. Không có hắn sao vậy được. Tin tưởng em không? Giống bữa nữa không? Thôi mày. Rồi, hai bữa kìa. Rồi hắn ra đi. Lũi xong luôn. Xuống xong gì quá. Hên. Bữa đó, mấy xe em mày không hắn nên chạy đây em được nha em. Ở đây toàn là xong cái cù quẹo nha anh em. Đường khá ngắn nha. Không mấy anh chở em. Kìa kìa kìa. Kìa, bay kìa. Sao nhõng nhõng được chứ đó, sao nhõng được. Ôi rớt bệnh kìa anh. Rớt chắc lắm. Rớt bệnh chắc lắm. Rớt bệnh kìa. Bệnh chắc luôn á. Ờ thấy chắc rồi đó. Rồi. Ôi bữa. Này trứng rồi ơi, này thái lắm rồi. Là thái nha anh em. Khá ok đó. Hai bước. Ê, mấy em xách xác vô cho xe cho nó chạy xuống kìa. Ê, mấy em cho xách xác vô chắc chạy qua bên đây đó. Xe em để hết xe bánh rồi. Hết điện rồi. Ấm. Xe này muốn hết điện anh em ơi. Để nghe cái tiếng. Nghe tiếng cũng rồi. Rồi mấy ông ngồi dưới kìa kìa. Ủa. Rồi chiếc này chắc muốn hết điện rồi anh em ơi. Hết điện rồi. Nãy kìa bay kìa. Bồng lai tiên cảnh. Bồng lai tiên cảnh kìa. Bồng lai tiên cảnh. Hết điện anh em ơi. Hết rồi. Xuống đây nè. Thì có một hai chiếc không có thắng nên chạy không được nha anh em. Chạy khá là nguy hiểm nha. Đó, quá dữ luôn. Xe này không được chơi test rồi. Xe bị hư rồi phải không? Ừ rồi, xe này không được test rồi, bốc đâu được đó. Bốc bay không rồi. Bay luôn hả? Không, anh thấy cái đầu đèn là anh thấy ok nè, anh thấy đầu đèn là gì lắm bốc rồi đó, bay là, luôn á. Là anh biết em uy tín đó. Là tôi biết, thấy em uy tín, thấy đầu đèn thấy uy tín rồi đó. Từ từ, để em. Nổ vỏ á. Có nổ vỏ rồi. Ở đây em cho.
Em cho anh coi nè, bắt đầu đây là tác hại của bắt đầu nè. Đó. Ờ phải thấy không? Xe này nó bắt đầu phải uy tín cỡ này người ta mới tin nha anh em đó. Phải gì luôn nha. Cái này nữa nè. Bài cốt luôn nha. Bài cốt luôn. Bài hàng luôn. Nè anh bên nè. Thôi ra. Có nữa. Bị gì à? Chị hoài à. Chạy về đó hả? Tháo cái tem ra mới thấy được. Chạy về dưới luôn nha anh em. Đó. Thay kỹ luôn á. Lại nói hoài nhỏ buồn rồi kìa. Chắc mình xin được tạm dừng kết thúc clip này luôn em ơi. Cảm ơn em đó. Hồi còn đi về dài về anh em. Ê hình như mấy chỗ đại đang có không ta? Em Vĩnh Long. Vĩnh Long. Tụi em. Vĩnh Long luôn. Vĩnh Long như năm người thành phố. Thành phố. Vĩnh Long thành phố anh em. Đó. Mỹ Tho đó hả? Có Mỹ Tho luôn nha. Ông nhỏ nhỏ này ở Mỹ Tho nè. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip của mình nha. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp anh em những clip sau nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.